Thưa quý vị trong báo cáo định hướng thu hút quản lý và sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2018 đến 2020 tầm nhìn 2025 Bộ kế hoạch và đầu tư đã đề nghị cân nhắc việc vay vốn từ Trung Quốc Bộ kế hoạch và đầu tư khẳng định vốn vay ưu đãi của Trung Quốc cho Việt Nam tương tự các khoản vay tín dụng xuất khẩu là các khoản vay có điều kiện vay kém ưu đãi hơn so với ODA của các nhà tài trợ khác tại Việt Nam Cụ thể, vay Trung Quốc đi kèm điều kiện lãi suất khoảng 3% một năm, phí cam kết 0,5%, phí quản lý 0,5%, thời hạn vay 15 năm, thời gian ân hạn 5 năm. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tín dụng ưu đãi của Trung Quốc chỉ phù hợp cho các dự án có nguồn thu trực tiếp, có khả năng trả nợ. Một số dự án sử dụng vốn vay, nhà thầu, thiết bị Trung Quốc thường xuyên chậm tiến độ, không đảm bảo chất lượng, tăng tổng mức đầu tư, dẫn đến ảnh hưởng hiệu quả đầu tư do đó bộ đề xuất chính phủ cần xem xét và cân nhắc trong định hướng đối với việc vay nguồn tín dụng ưu đãi của trung quốc thời gian tới